Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về mình và người bạn thân nhất của mình, đó chính là mẹ. Trong một lần khám phá cánh đồng Nutrilite, mẹ đã tìm ra những người bạn mới vô cùng đặc biệt. Xin chào, mình là Moni, sẽ cùng bạn khôn lớn mỗi ngày. Như lần mẹ con mình và Moni cùng nhau nấu ăn nè. Mẹ nói mình cần bổ sung dưỡng chất thật đầy đủ để phát triển khỏe mạnh. Nhìn mình khôn lớn mỗi ngày chính là niềm vui và tự hào của mẹ đó. Có mẹ và các bạn ở bên là hạnh phúc lớn nhất của mình. Cùng con vui khỏe mỗi ngày cũng là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Kids Daily hỗ trợ tăng cường cho sức khỏe, tốt cho xương và mắt ở trẻ em.